Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng bộ 12 tháng 7 năm 1989, 12 tháng 7 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ qua các thời kỳ. Ngày 12 tháng 7 năm 1989 ghi một dấu mốc trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế với việc thành lập Đảng bộ dân chính Đảng tỉnh, nay là Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo quyết định số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội với nhiều lần sáp nhập, chia tách, thay đổi tên gọi và biến động về tổ chức nhân sự, song nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối luôn thống nhất và xuyên suốt, đó là tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan doanh nghiệp và đoàn thể trong khối vững mạnh toàn diện. Hiện nay Đảng bộ khối có 91 chi đảng bộ cơ sở với trên 5.000 đảng viên. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhiều lần sáp nhập, chia tách với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng Đảng bộ khối luôn bám sát sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong cả cơ quan doanh nghiệp, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, tăng cường lãnh đạo về chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tham mưu giúp tỉnh xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Với các thành tích đã đạt được, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan doanh nghiệp trong khối vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 30 năm qua, góp phần xứng đáng vào truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ khối, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, tận tụy với công việc và nâng cao cái tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, thường xuyên đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, xây dựng đảng thực sự vững mạnh toàn diện, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ khối trong 30 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trao tặng thưởng cao quý này cho Đảng bộ.